trong trận chiến cuối cùng loài người đã thất bại trước ác quỷ. Khi thế giới đến ngày diệt vong, nam chính Zephi đã đồng quy vu tận với vua của quỷ dữ, chúa tể Tartaros. Tuy nhiên Zephi lại không chết mà được triệu hồi đến thần điện. Một nữ thần nói với Zephi các thần linh đã quyết định đưa anh quay về quá khứ để thay đổi kết cục của thế giới bởi vì họ cảm thấy quan sát loài người rất thú vị. Zephi vô cùng phẫn nộ, ta và đồng đội đã chiến đấu bằng cả tính mạng chỉ để làm trò tiêu khiển cho thần linh các người thôi sao. Thế nhưng Zephi chỉ là một con người, dù có không cam lòng thế nào đi nữa thì anh cũng không thể chống lại sức mạnh của thần linh. Jeffy đã tự hứa với lòng anh nhất định sẽ tận dụng cơ hội này để trả thù lũ ác quỷ và các vị thần đã coi thường nhân loại. Không biết là qua bao lâu Jeffy đã tỉnh lại, mở mắt ra anh phát hiện có mấy thằng ất ơ nào đó đang đổ nước lên đầu của mình. Đánh giá tình hình xung quanh Jeffy phát hiện mình đã thực sự quay về quá khứ, khi anh còn là một nô lệ của thánh đường. Tên đầu vàng mặt sẹo đe dọa Jeffy, nếu mày còn làm tao điên lên thì tao sẽ thịt mày thật đấy. Sau đó Jeffy còn gặp được một đứa trẻ gọi mình là chủ nhân, nhưng trí nhớ đã mơ hồ anh không nhớ được đối phương là ai. Nhớ lại những lời mà nữ thần đã từng nói với mình, Jeffy bắt đầu kích hoạt đặc ân của thần. Trước mặt anh lập tức hiển thị bảng thông tin trong đó là các vật phẩm cao cấp và kỹ năng bá đạo. Jeffy mải kiểm tra thông tin tên đội trưởng hầm mỏ cho rằng anh đang lười biếng có làm thì mới có ăn. Thế là hắn lập tức vung roi lên định quất anh nhưng nó đã bị anh bắt được bằng tay không. Cơ mà Jeffy tạm thời chưa muốn to chuyện nên đã trả cây roi lại cho tên đội trưởng, Người ta nghỉ ngơi một tí anh dai làm gì mà căng. Anh phát hiện bàn tay của mình sau khi bắt cây roi lại không có một vết sức nào cả. Đó chính là tác dụng của kỹ năng tường sắt, một trong những đặc ân của thần. Nó có thể gia tăng sức mạnh phòng thủ, khiến cơ thể không còn cảm thấy mệt mỏi. Quả nhiên sau đó Zephy đã đập đá cả ngày mà thể lực vẫn không có dấu hiệu xuống sức khỏe như chơi đồ. Hiện tại thực lực của Zephy còn không bằng một phần mười so với trạng thái toàn thịnh. Cơ mà anh lại được thần linh ban cho tổng cộng 9 đặc quyền, cộng thêm sự hiểu biết của bản thân về tương lai Zephy tin rằng anh sẽ lấy lại thực lực của mình trong một thời gian ngắn. Công việc kết thúc khi mặt trời lặn, lúc đó các nô lệ sẽ được nghỉ ngơi để nghe thông báo kết quả xếp hạng. Nhóm có thành tích tốt nhất là nhóm F của Zephy, còn nhóm B của tên đầu vàng chỉ xếp hạng thứ hai. Theo giao thức của hầm mỏ, đồ dùng và đền bù của nhóm cuối cùng sẽ được chia cho ba nhóm đầu. Xong việc đâu vào đấy thì mọi người bắt đầu tụ họp lại với nhau để cầu nguyện, cầu xin thần linh ban sự cứu rỗi bằng ánh sáng bất diệt. Zephi tuy bề ngoài cũng hùa theo nhưng trong lòng đang hỏi thăm quan hệ mẫu thân các thần, thần linh cái củ cải. Thần linh mà các nô lệ đang thờ phụng là nữ thần Aria, một trong ba vị thần có ảnh hưởng lớn nhất trên lục địa này. Ngoài việc tiếp nhận các tín đồ thì đền thờ còn cho người dân bốc bát họ, những ai không có tiền đóng họ sẽ bị cưỡng chế làm nô lệ. Một khi có dấu ấn của đền thờ trên người thì nô lệ sẽ không thể tự do đi xung quanh, nếu dám ra ngoài vùng cho phép thì tim của bọn họ sẽ ngừng đập và hẹo ngay lập tức. Kế hoạch của Zephi là phải mau chóng trả hết nợ để giành lại tự do, chỉ có như vậy anh mới có thể thực hiện bước tiếp theo các ngươi cứ đợi đó ta nhất định sẽ trả thù chúa tể bóng tối tataros và thậm chí là các vị thần cao cao tại thượng kia nữa ata lần này anh nhất định sẽ bảo vệ em tại đền thờ aria nô lệ ngoài việc bị hạn chế tự do thì vẫn có thể sinh hoạt như một xã hội bình thường chỉ cần có tiền sẽ mua được các nhu yếu phẩm cần thiết tên nhóc gọi Zephy là chủ nhân muốn mua bia cho anh uống bởi vì cậu ta vừa mới nhận được tiền công của ngày hôm nay thì ra cậu nhóc muốn cảm ơn Jeffy vì trước đó anh đã đứng ra khi cậu bị bắt nạt. Hơn nữa nhờ có Jeffy đập đá cả ngày nên nhóm của cậu mới giành được hạng nhất. Jeffy cho rằng việc cậu nhóc bị đánh không đơn thuần chỉ là bắt nạt. Có vẻ như nhóm B muốn triệt hạ các nhóm khác để bọn họ không có đủ nhân lực làm việc, sau đó xếp hạng của chúng sẽ được tăng lên và nhận được nhiều tiền thưởng hơn. Mặc dù đang khát khô cả cổ nhưng Jeffy vẫn không muốn tiêu tiền của một đứa trẻ vì việc đó cứ như bóc lột trẻ con á. Jeffy đi đến một quầy nước, Ông chủ hỏi anh muốn uống gì order pizza cà phê trứng thêm ly macchiato hay như nào. Anh chỉ nói rằng mình cần nước phục hồi mà thôi. Ông chủ báo giá một đồng vàng một cốc, 4 đồng vàng một bình. Jeffy đưa ra toàn bộ tiền của mình là một đồng rưỡi để mua chịu một bình, hai đồng rưỡi còn lại thì xin ghi nợ. Nhìn thấy cảnh này cậu nhóc kia rất sợ hãi vì mắc nợ ở đền thờ cực kỳ đáng sợ, nếu không trả nợ đúng thời hạn thì tiền lãi sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Cơ mà Jeffy cũng không quan tâm vì tiền đối với anh chỉ là con số mà thôi. Nước phục hồi, một vật phẩm phổ biến có thể khôi phục một phần nhỏ sức lực. Tác dụng tiềm ẩn có thể gia tăng sức mạnh phép thuật. Kết hợp với đặc quyền thứ hai của Zephy, gia tăng tác dụng của tất cả các loại nước thuốc cao hơn gấp 5 lần thì bá đừng hỏi luôn. Thực ra ngay từ đầu Zephy đã không hề có ý định kiếm tiền để trả nợ, vì anh biết cho dù mình có đập đá cả đời cũng không thể trả hết nợ được. Ngày hôm sau Zephy nói với đội trưởng hãy gọi nhóm thợ săn đến đây, vì anh đã nghe thấy tiếng kêu của một con quái vật nào đó. Mục đích của Zephy chính là kiếm tiền từ các hầm ngục trong cơ thể của quái vật có một loại tinh thạch gọi là đá năng lượng vô cùng giá trị ngoài ra xương và lông của bọn chúng cũng là vật liệu cực tốt để rèn vũ khí và trang bị nói một cách đơn giản hầm ngục quái vật là một nơi nguy hiểm nhưng cũng là một kho tàng báu vật jeffy muốn mua thêm nước phục hồi nhưng lần này ông chủ không cho anh ghi nợ nữa vì anh đã vay quá nhiều một tu nữ liền gạ anh bán nội tạng đền thờ có thu mua nội tạng để làm vật liệu nghiên cứu nào ngờ jeffy không thèm suy nghĩ mà trực tiếp ký giấy đồng ý bán luôn sau đó anh đã dùng tiền để mua hẳn một khay nước phục hồi làm cho ông chủ quán nước tái mặt thằng này liều thiệt chớ. Nhìn cảnh này làm tôi nghĩ tới một thanh niên nào đó bán thận để mua iPhone. Chỉ trong chớp mắt Jeffy đã bú hơn chục chai khiến tu nữ cũng phải rén. Rất nhanh đoàn thợ săn mà đội trưởng gọi tới đã tiến vào hầm mỏ, ba người thợ săn muốn Jeffy dẫn họ đến nơi phát ra tiếng động của quái vật. Anh lập tức đồng ý, còn tiết lộ mình có khả năng nhìn trong bóng tối. Thấy kỹ năng của Jeffy rất hữu dụng đội thợ săn đã đồng ý cho anh theo vào hầm ngục trong ba người thợ săn Zephi chỉ nhận ra một người. Theo những gì đã xảy ra trong quá khứ thì hai người còn lại sẽ chết trong hầm ngục. Zephi đã có ý tưởng để sử dụng mấy tên này. Một lúc sau cả nhóm đã trèo lên một ngọn núi gần đền thờ, trước mặt chính là cánh cửa dẫn vào hầm mỏ trong núi. Một nhóm người bịt mặt tự xưng là đội dự phòng bảo bốn người hãy đưa tay ra, rồi họ buộc lên tay của ba người thợ săn và Zephi một sợi dây màu xanh. Đây là vòng tay ẩn chứa sức mạnh ma thuật, nếu có chuyện gì xảy ra với đội thợ săn ở trong hầm mỏ thì bọn họ sẽ ngay lập tức cảm ứng được. Sau đó bốn người bắt đầu tiến vào hầm mỏ, không ai biết được thứ gì đang chờ đợi bọn họ ở phía trước. Lúc này bên trong hang động có hai con quái đang cầm đuốc đi tuần. Bỗng một viên đá bay tới thu hút sự chú ý của bọn chúng. Nhân cơ hội hai con quái đang hoang mang không biết thằng nào ném đá thì hai thợ săn đã xuất hiện ở phía sau cắt đứt cổ họng của bọn chúng. Bọn chúng chưa kịp kêu lên tiếng nào đã phải nằm xuống. Sau đó đội trưởng bắt đầu bàn bạc kế hoạch tác chiến, anh ta muốn phá vỡ nơi này. Tuy nhiên hai người còn lại cho rằng không nên manh động vì nhiệm vụ của bọn họ chỉ là do thám mà thôi. Bọn họ chỉ có bốn người, nếu bị quái vật bao vây trong hang thì xác định luôn là về nhà mồng một với ngày rằm. Hơn nữa đầu vàng còn cho rằng Zephy chỉ là một nô lệ thì làm sao mà chiến đấu với quái vật. Tuy nhiên đội trưởng vẫn nói với Zephy hãy lấy thứ đó ra. Vật này chính là lá và quả của cây hạt rẻ, nếu trộn thứ này với phân của quái đầu chó thì sẽ tạo thành mùi hương của con cái trong thời kỳ động dục. Bọn quái đầu chó có khứu giác rất nhạy bén, chúng có thể đánh hơi được mùi hương này từ khoảng cách cả ngàn mét. Quả nhiên sau đó một con quái đầu chó đã ngửi thấy mùi hương và nghĩ rằng con cái đang ở phía trước. Nó lập tức quẫy đuôi chạy tới nơi phát ra mùi hương, thế nhưng thứ đang chờ đợi nó không phải con cái mà là một cái bẫy. Với cái bẫy này cả nhóm đã tiêu diệt được rất nhiều quái đầu chó. Đội trưởng của đội thợ săn tên thật là Cốt, trong cuộc đời trước anh ta chính là một người đồng đội của Zephy ở hội thợ săn. Cốt luôn muốn được người khác công nhận nhưng lại không có cơ hội. Trước khi vào hang Zephy đã bí mật bàn bạc với Cốt, dùng cây hạt xẻ làm mồi dụ để tiêu diệt quái đầu chó. Hầm ngục thế này nếu chỉ thám hiểm thì quá phí phạm, nếu có thể tự mình giải quyết quái vật thì bảo vật bên trong đều thuộc về bọn họ không cần phải chia cho đội khác. Để cảm ơn kế hoạch của Jeffy phát huy tác dụng, có đã tặng cho anh một con dao để phòng thân. Lúc này một thành viên trong đội đang do thám hang động thì bất ngờ từ trong bóng tối một bộ móng vuốt to lớn sắc nhọn đột nhiên xuất hiện, tốc độ của sinh vật này quá nhanh làm anh ta tránh không kịp, đầu vàng đã bị nó bắt lấy rồi ném mạnh vào vách đá một thành viên khác lập tức kích hoạt kỹ năng phòng thủ tạo thành một lớp lá chắn bảo vệ nhưng vẫn bị cái đuôi của con quái vật quất bay khi đội trưởng nhận ra cái đuôi đó là của sinh vật nào thì đã quá muộn một tiếng hét thảm đã vang lên trong hang động bên ngoài thành viên đeo kính của đội dự bị đang vô cùng lo lắng bởi vì bốn sợi dây buộc trên tay anh ta đã bị đứt mất ba cái chỉ còn lại một sợi cuối cùng điều này có nghĩa là trong bốn người thì đã có ba người gặp nạn rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì vậy lúc này máu của cót đã đổ May mắn là anh ta chỉ bị thương bởi vì Zephy đã kịp thời chặn lại công kích của quái vật trong khoảnh khắc nguy cấp. Nhưng dù đã kích hoạt kỹ năng tường sắt thì tay của anh vẫn cảm thấy đau đớn, điều này chứng tỏ sinh vật kia cũng không phải dạng vừa. Nó là Predator động vật ăn thịt, bị lừa bởi ai đó sử dụng pheromone để nuôi nấng chúng. Tới khi trưởng thành chúng sẽ ăn thịt người đã nuôi mình. Đối mặt với con quái vật Zephy đã mượn phóng lợn của đội trưởng và hỏi nó mày muốn chết như thế nào. Anh đã kích hoạt đặc ân thứ ba là chìa khóa bạc, có tác dụng thao túng không gian để cất giữ đồ vật từ bên trong không gian bí mật anh lấy ra hai thứ đó là một tấm vải và một loại thảo dược có tên là long hồn thảo với khả năng xoa dịu jeffy đã đưa hai thứ này cho cốt để đối phương tự chữa thương còn bản thân anh sẽ một mình đối đầu với predator chỉ thấy quái vật gầm lên một tiếng giận dữ nó đã kích hoạt kỹ năng nỗi sợ làm choáng con mồi trong sự kinh hoàng nạn nhân chúng phải kỹ năng này toàn thân sẽ rơi vào trạng thái tê liệt không thể cử động được thậm chí còn không thể chớp mắt bọn họ không thể làm được gì ngoài việc chờ đợi cái chết Tuy nhiên chiêu này lại không có tác dụng với Zephy vì trong miệng anh đã ngậm long hồn thảo. Nhờ đó mà anh vẫn có thể cầm phóng lợn múa cực gắt như khá bảnh múa quạt. Zephy lại tiếp tục lấy ra từ trong không gian chứa đồ một cái bình màu xanh rồi đổ chất lỏng lên vũ khí. Đây là một loại độc dược có độc tính cực kỳ đáng sợ. Một người bạn ở kiếp trước của Zephy đã điều chế ra thứ này từ thảo mộc, biệt danh của anh ta là vua hạ độc. Anh ta mong muốn Zephy có thể dùng chất độc của mình để giết hết những tên cặn bã và rác rưởi trên thế gian. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của mình ở kiếp trước, rất nhanh Zephy đã thành công làm con quái vật bị thương. Con quái vật lập tức gào lên đau đớn, nhưng càng bị đe dọa thì nó càng trở nên nguy hiểm. Chất độc một khi xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ phá hủy các cơ quan nội tạng gây ra đau đớn cực độ. 3 phút là thời gian để độc tính hoàn toàn phát huy công dụng, Zephy cần phải trụ vững đến lúc đó. Thế nhưng con quái không để cho anh được như ý nguyện, càng bị cơn đau hành hạ thì công kích của nó càng điên cuồng và dữ dội hơn. Quái vật mở to cái miệng với đầy răng nhọn định một ngụm đem Zephy nuốt sống thế nhưng anh đã nhân cơ hội ném lọ thuốc độc vào miệng con quái và thành công né được cú táp của nó thuốc độc trực tiếp đi vào cơ thể rất nhanh nó đã phát huy độc tính chỉ thấy quái vật không ngừng nôn ra máu đen quần quại trong đau đớn thế nhưng trước lúc chết nó vẫn điên cuồng phản kháng phải nói là sức sống của quái vật trong hầm mục cực kỳ mãnh liệt kết quả cuối cùng dã thú săn mùi vẫn là phải chết dưới tay của thợ săn cú đấm mang theo ma lực khủng khiếp đã xuyên phá não bộ của nó bụi mù tản đi một bóng người nhanh chóng hiện ra người đó chính là jeffy với không một vết thương Dây giờ chỉ nhìn cốt và nói, này anh bạn chúng ta cần nói chuyện. Tại một nơi khác có một thanh niên đầu vàng đang sợ hãi không ngừng cầu xin tha thứ. Kẻ đi cùng với anh ta đã chết bằng một nhát dao vào đầu. Chưa đuổi anh ta là những kẻ mang theo dấu ấn của giáo đường trên người. Mặc cho đầu vàng van và xin anh ta không phải là người thờ phụng quỷ dữ, tên có dấu ấn ở trên chán vẫn không mảy may động lòng. Cuối cùng anh ta đã bỏ mạng dưới tay của một tên to con. Chỉ thấy thanh niên kia đã chết rồi nhưng cái đầu của anh ta vẫn co giật sau đó một con rết bất ngờ chui ra từ trong miệng của anh ta cảnh tượng vô cùng kinh dị khiến mọi người nổi da gà cuối cùng con rết đó cũng nhanh chóng bị tiêu diệt những người có bọ trong miệng giống như vậy bị nhà thờ xem là kẻ thờ phụng quỷ dữ một khi gặp được thì phải diệt trừ ngay lập tức trở lại với nam chính sau khi ra ngoài cót đã xin giáo đường cho phép jeffy gia nhập vào đội thợ săn của anh ta hai người cũng không hề tiết lộ bất cứ chuyện gì đã diễn ra bên trong hang động trước đó jeffy đã nói với cót nhất định phải giữ bí mật về cái xác của con quái vật có chỉ cần báo cáo việc này đơn giản là đã hoàn thành nhiệm vụ do thám mà thôi. Bởi vì cho dù là Zephy hay Cót khi giết được quái vật cũng sẽ không nhận được phần thưởng xứng đáng. Nô lệ không có quyền sở hữu bất cứ thứ gì có giá trị, tất cả đều thuộc về giáo đường. Còn thợ săn quái vật cũng chỉ có một chút tiền thưởng ít ỏi mà thôi. Zephy cho rằng nếu bán chiến lợi phẩm ra ngoài chợ đen thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Cót lo lắng nếu người của đội xử lý hậu kỳ phát hiện ra chuyện này thì bọn họ sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên Zephy lại không hề để tâm bởi vì anh đã có không gian chứa vật, chỉ trong nháy mắt xác quái vật đã bị thu vào bên trong cót vô cùng khiếp sợ vì anh ta chưa từng nhìn thấy không gian nào có diện tích to lớn đến thế jeffy nói với cót nếu muốn nhanh chóng thăng tiến thì hãy hợp tác với mình cót có thể nhận hết công trạng chinh phục hầm ngục mà không cần phải làm gì cả jeffy sẽ lo vụ quái vật anh chỉ cần tiền mà thôi chỉ cần chiến lợi phẩm bán được giá tốt jeffy sẽ nhanh chóng thoát nợ anh cần phải lấy được sự tự do càng nhanh càng tốt bởi vì theo như những gì jeffy nhớ được từ kiếp trước thì một tháng sau chính là thời điểm bảo vật xuất thế một khi lấy được thứ đó anh sẽ có cơ hội thay đổi tương lai của thế giới này hoàn tất thủ tục đăng ký từ giờ trở đi jeffy đã là một thành viên của đội thợ săn ở cuộc đời trước anh và đội trinh phạt sau khi có thông báo tham gia chiến dịch nên không thể lấy được bảo vật nhưng lần này thì mọi chuyện chắc chắn sẽ khác cốt muốn đi thăm hai người đồng đội của mình họ đã bị thương nặng trong trận chiến với quái vật nhưng còn chưa kịp đi thì nhóm người có dấu ấn của giáo đường đã xuất hiện thấy vậy cốt lập tức ấn đầu của jeffy xuống và bảo anh không được nhìn đó là đội giám định dị giáo bọn họ có thẩm quyền xử lý những kẻ bị nghi ngờ là thờ phụng quỷ dữ mà không cần bằng chứng định tội tên có dấu ấn ở trên chán gọi là chó điên sa ác nghe nói người này vô cùng hung tàn và hiếu sát nhìn thấy Jeffy mặc trang phục của thợ mỏ sa ác đột nhiên muốn kiểm tra cậu cót lập tức giải thích Jeffy là nô lệ của giáo đường mới gia nhập đội thợ săn của mình nào ngờ sa ác lại bảo cót im miệng đi tao không có hỏi mày sắc khí khủng khiếp trên người của hắn nhanh chóng tỏa ra khiến cót run sợ không dám làm gì cảm giác của sa ác rất nhạy bén Hắn đã nhận ra Zephy không phải là một nô lệ bình thường. Saak cho rằng một người như vậy không nên làm công việc lao động tay chân thấp kém trong hầm mỏ, mà đáng lẽ ra phải được trọng dụng hơn mới đúng. Cảm thấy chuyện này bất thường Saak lập tức sai người bao vây Zephy phong tỏa toàn bộ đường lui của anh. Tên nô lệ kia ta sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề, hãy biết điều và trả lời thành thực vào. Ngươi đã bao giờ nghe nói đến kẻ tôn thờ ma quỷ chưa? Những kẻ đó không có ai biết về chúng rõ hơn Zephy, bọn chúng chính là tín đồ của chúa tể ác quỷ Tartaros Chúng là những sinh vật đã dẫn đến sự hủy diệt của loài người, đó là những kẻ phản bội nhân loại. Tại thời điểm này thế giới mới chỉ biết đến chúng như một lực lượng tín ngưỡng đối lập với giáo đường mà thôi. Xác tiết lộ với Zephy mình có khả năng phân biệt những kẻ dị giáo và bản năng của hắn đang mách bảo rằng Zephy là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Hắn rút vũ khí ra chỉ vào anh và đe dọa, "Tốt nhất là ngươi nên thành thật trả lời câu hỏi của ta." Zephy hỏi hắn, "Chúng ta có thể đổi địa điểm khác để tra khảo được không, bởi vì xung quanh có quá nhiều người?" tao e rằng lỡ như họ thấy những điều không hay về đội giám định dị giáo của mày thì sẽ không ổn đâu bị jeffy đe dọa saak vô cùng tức giận mày tưởng mày có thể chống lại cả năm người bọn tao à nói xong hắn cùng với đồng bọn lập tức bày trận đây là kỹ năng xích địa các đồng minh trong phạm vi này sẽ được gia tăng sức mạnh hiệu quả càng tăng dần theo số lượng người sử dụng jeffy cũng không sợ hãi lập tức đưa tay lên thủ thế bơi vào đây anh cân hết saak cho rằng đó chỉ là một tư thế kỳ quặc nên có chút khinh thường không để vào mắt thế là hắn lập tức chủ động lao lên tấn công thế nhưng tất cả chiêu thức đều bị đôi tay của Zephy phá giải dễ dàng thậm chí anh còn phản công cực nhanh khiến chán của hắn chảy máu nếu không né nhanh thì e rằng đã bị xin nhẹ cái đầu luôn rồi xác liền đổi sang tư thế quét trụ đá thẳng vào bắp chân của Zephy tuy nhiên hắn chỉ cảm thấy đá phải một thứ gì đó cứng như thép Zephy nhân cơ hội đi đường quyền đấm vỡ alo Saak, chỉ với một đòn hắn ta đã nằm như chó chết lập tức một chùy quang tới nhưng Zephy phản ứng rất nhanh nên anh đã dùng tay đỡ được thì ra là tên đô con cởi trần vừa mới cắn trộm. Hắn ta lại tiếp tục vung trì về phía Jeffy cày nát cả đất đá trên mặt đường cơ mà tốc độ thân pháp của anh rất nhanh nên nó không thể bắt kịp. Mặc dù Jeffy đã bắt được sợi xích nhưng càng ở lâu trong phạm vi của xích địa thì sức mạnh của đội chống dị giáo lại càng tăng lên. Quả nhiên không biết từ lúc nào Sa Ác đã tỉnh lại và móc lốp anh từ phía sau. Tốc độ di chuyển của hắn đã gia tăng 80% so với ban đầu, thân pháp nhanh đến mức không nhìn thấy gì liên tục gây ra áp lực cho Jeffy Cơ mà rất nhanh thì nụ cười của Sa Ác đã tắt Jeffy đã chắp hai tay lại giã thẳng một cú cực mạnh vào đầu của hắn. Mặt đất xung quanh lập tức nát vụn bởi chiêu này. Sau đó Jeffy cứ nắm lấy tóc của hắn mà điên cuồng lên gối và mõm. Anh bên ác thiệt chứ đánh như này thì còn gì là người nữa. Tiếp theo đến lượt thằng hói nhiều tóc chuyên môn cắn trộm này, thằng cơ hó sao mày cứ chơi thả diều thế không lao lên đỡ đòn cho cấp trên của mày đi. Ở kiếp trước thuộc hạ của Jeffy mà mất dạy như vậy thì anh đã cho nó ăn tẩn rồi. Sau đó Zephy đã nhanh chóng giật lấy sợi xích từ tay của tên hói rồi vung chùy quật luôn vào người hắn và mấy tên khác. Cuối cùng tất cả năm người trong đội chống dị giáo đều ngã xuống. Saak ngẩng mặt lên miệng đã đầy máu, rốt cuộc thì thân phận thực sự của mày là gì? Zephy không trả lời câu hỏi của Saak mà chỉ nói với hắn rằng chú chưa đủ trình để biết tên của anh. Nói xong Zephy ngoảnh mặt bước đi mà không hề biết rằng tại một tòa nhà gần đó có một người bí ẩn đang theo dõi nhất cử nhất động của anh. Sau khi trận chiến kết thúc, cơ thể của Zephy bắt đầu rơi vào trạng thái suy nhược vô cùng đau đớn. Đây là hiện tượng đóng băng mana xuất hiện khi người dùng bị cạn kiệt năng lượng. Anh thậm chí còn không thể cử động một đầu ngón tay. Trong lúc Zephy đang bị cơn đau hành hạ thì một kẻ tự xưng là thần khí nhút nhát đã xuất hiện. Thì ra các vị thần không cho Zephy sử dụng đặc ân của họ một cách miễn phí. Ví dụ như đặc ân thứ nhất là tường sắt, người đã ban nó cho anh là một vị thần được nuôi dưỡng bởi sự tuyệt vọng của con người. Khi lượng mana về không Zephy sẽ bị trừng phạt, tất cả sát thương tích trữ bị trả về cùng một lúc, nó sẽ nghiền nát cơ thể của anh. Cũng may là Zephy vẫn luôn giấu thuốc chữa thương ở trong vải băng tay. Từ đó khiến cho mana kịp thời phục hồi nên anh đã thoát khỏi sự trừng phạt của thần. Sau đó thần khí nhút nhát cũng nhanh chóng tan biến trong hư không. Quả nhiên trên đời này không có gì thực sự là miễn phí cả. Zephy đã sớm biết thần linh không hề bao dung và vĩ đại như con người vẫn tưởng nên ngay từ đầu anh đã luôn đề phòng bọn họ. Sau đó Zephy cảm ơn các thần bằng cách giơ ngón tay giữ lên bầu trời. Ông thần đã ban cho anh đặc ân số một cay lắm mà không thể làm gì cái đậu mé thẳng này được. Do mệt quá nên Zephy đã ngất đi, khi tỉnh lại anh phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường. Trước mặt chính là một tu nữ trong giáo đường, cô gái còn mỉm cười thân thiện hỏi anh có ngủ ngoan không. Cơ mà rất nhanh thì Zephy đã phát hiện mình đang bị trói ở trên giường, xung quanh có vài người đàn ông đang chuẩn bị dụng cụ để làm gì đó. Zephy hỏi tu nữ các người muốn làm cái gì thế thì cô gái lập tức nhắc lại cho anh nhớ, mấy ngày trước Zephy đã ký giấy bán nội tạng cho giáo đường còn gì? Tu nữ rất tức giận vì anh còn chưa trả hết nợ mà đã đi vào những nơi nguy hiểm như hầm ngục. Nếu như anh bỏ mạng ở trong đó thì bọn họ biết tìm ai mà lấy nội tạng. Để trừng phạt Zephy, tu nữ đã sai một khứa đầu chọc chặt tay của anh. Chỉ nhìn thấy miệng của Zephy mấp máy nói thầm gì đó, tu nữ lập tức bảo đầu chọc dừng tay lại từ từ đã thẳng kia. Sau đó tu nữ mới hỏi Zephy, rốt cuộc thì thân phận của ngươi là gì? Vì không muốn những người khác nghe thấy cuộc nói chuyện nên tu nữ đã đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Cô ta hỏi Jeffy làm thế nào mà ngươi biết được cái tên đó. Thì ra ngoài làm tu nữ trong gió đường thì cô gái còn có một thân phận khác. Cô ta chính là người môi giới quái vật, biệt danh hoa hồng trắng. Tên thật của cô ta là Anna, dựa vào mối quan hệ ở thế giới ngầm Anna thường trao đổi các loại hàng hóa như xác quái vật, các loại trang bị và vật phẩm buôn lậu. Jeffy bảo Anna hãy cởi trói cho mình vì anh có một vụ làm ăn rất lớn muốn bàn với cô. Ở một nơi khác, sau khi tỉnh lại xã ác vô cùng giận dữ vì hắn bị đánh bại bởi một tên nô lệ. Lúc này cấp trên của Sa là Nét bước tới, hắn chính là kẻ đã âm thầm theo dõi Zephy. Không chờ Sa Ác giải thích Nét đã kề dao vào mồm hắn và rạch một đường, đây chính là sự trừng phạt dành cho những kẻ không hoàn thành nhiệm vụ. Sa quỳ xuống cầu xin Nét hãy cho mình thêm một cơ hội. Sau đó Nét đã đưa cho Sa Ác một cái bọc, không ngờ bên trong lại là đồ vật của những kẻ tôn thờ ác quỷ. Nét nói với Sa Ác nếu lần này hắn còn thất bại nữa thì cứ xác định luôn đi. Sa đột nhiên nắm chặt quả cầu màu tím trong tay, hắn đã thề rằng cho dù bằng bất cứ giá nào cũng phải giết chết Zephy. Lại nói về nam chính, anh đã cho Anna chiêm ngưỡng cái đầu của Predator ở trong hầm mỏ. Lần này thì Anna đã thật sự tin là Zephy muốn làm ăn với mình. Zephy nhờ cô bán cái xác ra ngoài chợ đen và dùng số tiền đó để mua một số vật phẩm cần thiết. Anna nói chỉ bán một con không thể đủ tiền để mua tất cả chỗ đó, ít nhất anh phải săn được ba con nữa giống như vậy. Ngày hôm sau Zephy đã làm quen với hai thành viên còn lại trong đội thợ săn. Thanh niên cầm búa tên là Marco, người chơi vị trí tanh cơ, còn thanh niên đầu vàng tên là Dale pháp sư support. Ngay đầu gặp mặt Zephy đã tặng cho bọn họ một chai rượu quý mà cậu đã lấy được từ chỗ của Anna, đây là một mặt hàng cực kỳ xa xỉ ngay cả đối với thợ săn. Có rượu ngon để nhậu bầu không khí nhanh chóng trở nên vui vẻ. Tuy nhiên ngay từ đầu Dale vẫn luôn không thích Zephy, bởi vì anh ta không chứng kiến tận mắt nên cho rằng chuyện Zephy giết được quái vật chỉ là ăn may mà thôi. Một tên nô lệ làm việc trong hầm mỏ thì làm sao có thể mạnh như vậy được chứ? Tuy nhiên đội trưởng đã quyết định cho Jeffy gia nhập đội thợ săn nên Dale không thể phản đối được, bằng mặt mà không bằng lòng. Dale nghĩ rằng khi mọi người tiến vào hầm ngục hắn sẽ dạy cho tên lừa đảo như Jeffy một bài học nhớ đời. Buổi chiều cả nhóm đã đi tới thị trấn hang động Edein, một thị trấn được thành lập hàng trăm năm về trước bằng cách xây nhà trong núi. Thế nhưng tiện nghi bên trong lại rất là đầy đủ, chỉ có điều nhà vệ sinh không có vòi xịt đít. Hiện tại thị trấn này đã biến thành tổ của một đàn nhện thép đen. Kế hoạch của Zephy là trước tiên cần tìm thấy cái hang mà nhện chúa nuôi lũ nhện con để giết chết bọn chúng. Thế nhưng Dale đã đứng ra phản đối vì kế hoạch này quá nguy hiểm, nhện thép đen là một quái vật cực kỳ đáng sợ. Loài nhện này có lớp da cứng như thép và khả năng sinh sản nhanh chóng, điều đó khiến cho tổ nhện thép đen khó xử lý hơn cả hang ổ của quái thú ăn thịt. Zephy nói với Dale rằng đối phương không cần phải bận tâm đến điều đó bởi vì lũ nhện đã có anh lo. Cơ mà Dale không tin trái lại còn cho rằng Zephy đang bốc phét. Nào ngờ kế hoạch còn chưa kịp triển khai thì Dale đã báo luôn cả nhóm, trong lúc tiến vào hang động bàn tay của khứa này đã chạm vào một sợi tơ. Kết quả vị trí của mọi người lập tức bị đàn nhện phát hiện. Và lúc nguy hiểm Jeffy lại phải cứu thanh niên báo thủ này một mạng. Lũ nhện nhân cơ hội cắn vào tay của Jeffy cơ mà với kỹ năng tường sắt anh cho bọn chúng cắn cả ngày cũng được. Rất nhanh lũ nhện đã bị anh đánh nát từng con một. Còn Dale chỉ biết sợ hãi ngồi bệt xuống đất, ơ kìa bạn ơi đứng dậy mà gáy tiếp đi chứ sao lại không gáy? Lúc này Zephy đã ra lệnh cho mọi người tập hợp lại với nhau. Trước đó anh đã bảo mọi người hãy dùng khăn của mình để bọc vũ khí lại. Quả nhiên sau khi dùng cách này vũ khí của bọn họ không bị tơ nhện bám vào. Tuy nhiên số lượng của lũ nhện vẫn là quá đông. Rất nhanh Dale đã bị trúng một vết thương trên vai phải. Thế là Zephy lại phải ra tay giúp anh ta thêm một lần nữa. Sau đó Zephy còn đưa cho đối phương một lọ nước thuốc phục hồi để chữa thương. Hành động này đã khiến cho Dale có một cái nhìn khác về Zephy. Lúc này các con nhện to hơn đã bắt đầu xuất hiện ba người trong đội thợ săn phải vất vả lắm mới có thể hạ gục một con. Cơ mà nhìn sang Jeffy thì đã thấy anh giết được cả một đống. Bọn họ cho rằng với thực lực của Jeffy chắc hẳn phải là một thành viên của bang hội lớn hoặc là một đệ tử của bậc thầy nào đó, chứ nô lệ mà bá vậy ai chơi lại anh. Chỉ thấy Jeffy đi tới đống xác của lũ nhện rồi dùng dao găm cắt ra một cặp chân sắc bén để làm vũ khí mới. Sau đó anh nói với cả nhóm tới đây là đủ rồi mấy người hãy về trước đi. Tuy nhiên cũng không phải là về luôn mà là ra bên ngoài trước để nghe phân công nhiệm vụ. Cuối cùng chỉ còn một mình Zephy tiến sâu vào bên trong hang động, sau khi lũ con đã bị tiêu diệt hết chỉ còn lại cái tổ của nhện chúa. Vòng ngoài là mấy con nhện hiệp sĩ đang bảo vệ tổ trứng, còn nhện chúa thì đang trốn ở sâu trong tổ. Cơ thể của nó trông cứng cáp và to hơn hẳn so với những con nhện thép còn lại. Zephy lập tức lấy ra từ bên trong không gian chứa vật mấy túi bột mì. Anh ném tất cả vào tổ trứng khiến cho giác quan của lũ nhện bị suy giảm. Sau đó anh bắn ra một mũi tên trúng vào lớp da cứng rắn của nhện thép tạo nên một tia lửa khi tia lửa và bột mì trong không khí tiếp xúc với nhau đã tạo thành một vụ nổ bụi. Bột mì phát nổ là có thật nha mọi người, ban đầu tôi cứ tưởng tác giả bị ảo phim Ấn Độ cơ. Sau vụ nổ đàn nhện vẫn còn sống nhưng toàn bộ trứng trong tổ đều đã bị đốt cháy, lũ nhện hiệp sĩ lập tức đuổi theo Jeffy. Anh liền chơi thả diều vừa chạy vừa bắn tên tẩm độc, rất nhanh bọn chúng đã bị hạ gục từng con một. Cuối cùng chỉ còn lại nhện chúa, kích thước của nó vô cùng to lớn. Mục đích của Jeffy là dụ nó ra khỏi hang bên ngoài đã có ba đồng đội đợi sẵn thấy nhện chúa phun độc anh lập tức tránh né bởi vì đó là một loại axit cực mạnh có thể khiến cơ thể con người tan chảy ngay lập tức rất nhanh nhện chúa đã phá vỡ hang động để chui ra ngoài đôi mắt của nó nhìn je phi tràn đầy thù hận chính là tên con người này đã giết chết đàn con của nó ba người còn lại cũng nhanh chóng gia nhập vào cuộc chiến lớp da cứng rắn như thép của nhện chúa đã bắt đầu có dấu hiệu giãn nứt không mất nhiều thời gian lớp da đã bị xuyên phá lưỡi kiếm sắc bén được tẩm thuốc độc lập tức đâm vào cơ thể của nó Mỗi khi có một thành viên trong đội sắp gặp phải tình huống nguy hiểm thì Zephy luôn có mặt để ứng cứu kịp thời. Anh hiểu biết rất rõ về đặc tính của nhện chúa, nó sẽ chỉ đứng ở một vị trí duy nhất. Vì nhện chúa ở trong tổ ấp trứng chân phía sau thường không di chuyển nên vị trí đó khá an toàn. Nhân cơ hội Zephy đã dùng tay nắm lấy tuyến độc nằm sâu bên trong cơ thể của nó rồi giật mạnh ra. Sau đó anh dùng cái đai túi sách thắt chặt thứ này lại để nhện chúa không thể phun độc được nữa. Cuối cùng ở dưới sự vây công của bốn người nhện chúa đã phải nằm xuống cả nhóm có thể tiêu diệt được nó đều là dựa vào kế hoạch tác chiến cực kỳ hợp lý của Jeffy. Từ căm ghét Dale đã trở thành người hâm mộ anh cuồng nhiệt, để em trải chiếu cho đại ca ngồi ạ. Một pha quay xe quá nhanh khiến anh bên cũng không biết nói gì luôn. Sau đó Jeffy đã trở lại giáo đường để nhờ Anna bán chiến lợi phẩm tới chợ đen, khoản tiền này đã đủ để mua những trang bị và vật phẩm mà anh đang cần. Jeffy không ngờ là Anna lại có thể trực tiếp giao dịch một cách công khai như vậy ở giáo đường. Không phải giáo đường nào cũng thánh khiết, bề ngoài thì luôn tỏ ra tốt đẹp nhưng bên trong lại cực kỳ xấu xí và dơ bẩn. Hơn nữa giáo đường còn hút máu như cô Tết. mỗi một lần giao dịch với Zephy đều thu phí 20%. Anna nói với Zephy trong số những thứ mà anh muốn mua có một số món rất hiếm không mua được, giáo đường chỉ có thể cho anh mượn để dùng tạm mà thôi. Hai bên đang bàn chuyện làm ăn thì một người đột nhiên đi tới còn gọi Anna là chị. Không ngờ người đó lại chính là Ned, thành viên cấp cao của hội chống dị giáo. Trùng hợp ở kiếp trước Ned cũng là một người quen của Jeffy lần này nét tìm đến jeffy vì anh đã đánh cấp dưới của hắn cơ mà anh minh cũng không sợ hãi thẳng đệ chú là anh đánh đó rồi sao thế là hai người lập tức nhìn nhau tràn đầy chiến ý ngay khi cả hai chuẩn bị giao lưu vài đường võ công cơ bản thì anna đã ngăn cản hai người bởi vì bọn họ đều mang dấu ấn của giáo đường trên cơ thể nên phải nghe theo lệnh của tu nữ sau đó anna đã vã cho jeffy một tát tên nô lệ này tao phải dạy cho mày một bài học mau đi nhanh lên rồi cô ta quay lại nói với nét tên nô lệ này là đồ của tao nếu mày động vào nó thì tao sẽ giết mày Thực ra Anna làm như vậy là vì muốn giúp Jeffy, nghe nói mỗi người giao đấu với nét đều không có kết cục tốt. Cậu là cái máy in tiền của tôi nên phải tự chăm sóc bản thân cẩn thận vào. Nếu như ra ngoài phạm vi của đền thờ thì tôi không bảo vệ cậu được đâu. Mặt khác nét cũng không thực sự là môn đồ của ánh sáng. Trước đó một người mặt nạ đã giao cho hắn nhiệm vụ xâm nhập ngôi đền để trộm vật phẩm thu thập từ các hầm ngục. Ở một nơi khác, Saak đã đi tới một ngôi làng nhỏ cách xa đền thờ. Hắn đã sử dụng đồ vật của những kẻ thờ quỷ để hiến tế những người dân trong làng, qua đó nâng cao thực lực của bản thân. Thằng nô lệ chết tiệt, nhục nhã mà mày đã gây ra cho tao. Tao sẽ không bao giờ tha thứ, tao sẽ khiến mày phải đau đớn gấp trăm lần. Phòng thí nghiệm đèn ánh sáng, cơ sở nghiên cứu chế tạo thuốc phép và trang bị. phi đang điều chế một loại thuốc độc mới từ dịch phân hủy của quái vật, rết xám và nấm tử thi. Nếu đun những thành phần này cùng với độc dược của nhện chúa thì sẽ cho ra chất độc thứ 61 trong số 72 loại độc của vua độc dược. Jeffy đưa kim châm cứu lên ngọn nến để khử trùng rồi ngâm chúng với chất độc đã được pha loãng theo tỷ lệ 1%. Độc dược ngoại trừ giết người thì nó còn có một công dụng khác, nếu đưa vào cơ thể một liều lượng hợp lý thì nó sẽ làm cho sức đề kháng của con người tăng lên. Jeffy đã dùng kim tẩm độc đâm vào các yếu huyệt quan trọng trên cơ thể của mình. Độc tố đi theo mạch máu nhanh chóng lan ra khắp cơ thể khiến cho anh vô cùng đau đớn. Tạo ra phản ứng bài xích giữa các loại độc dược pha loãng, độc dược có thể trở thành thần dược nâng cao năng lực của người sử dụng vượt qua giới hạn cơ thể mặc dù thuốc độc đã được pha loãng nhưng độc tính của nó vẫn vô cùng mạnh mẽ jeffy sẽ phải chịu đựng đau đớn hành hạ và sức bền cũng bị tuột dốc nghiêm trọng thế nhưng đau đớn này vẫn chưa là gì so với những điều mà anh đã trải qua ở cuộc đời trước jeffy nói với anna hãy tiếp tục đâm kim vào các huyệt vị còn lại trên cơ thể của anh trong đó vị trí quan trọng nhất chính là phần đỉnh đầu vài tiếng sau tại khu rừng phía bắc gần đền thờ ánh sáng có một nhóm thợ săn đang bị một đàn quái vật truy đuổi dù cho bọn họ đã bắn pháo sáng lên trời cầu cứu quân tiếp viện nhưng mỗi một giây trôi qua đều có thợ săn bị lũ chim ăn thịt cuối cùng chỉ còn lại một người duy nhất ngay khi anh ta tưởng mình hết cứu thì một thanh dao găm đã đâm xuyên qua cái cổ của con chim người vừa xuất thủ chính là jeffy quá trình châm cứu đã thành công một con chim xông tới muốn ăn thịt anh nhưng rất nhanh đã bị anh bẻ cổ trong một nốt nhạc jeffy đã dùng chính xương sống của con chim này để làm vũ khí chỉ trong nháy mắt toàn bộ quái vật xung quanh đã bị anh tiêu diệt sau đó jeffy hỏi thợ săn hang ổ của bọn này ở đâu thì được anh ta chỉ đường Đại ca cứ đi thẳng con đường phía trước là tới. Zephy nhanh chóng biến mất khỏi nơi này, chỉ để lại người thợ săn và xác quái vật nằm la liệt dưới đất. Không bao lâu sau anh đã trở về còn lôi theo thủ cấp của con chim đầu đàn. Thuốc độc đã cải tạo cơ thể của Zephy khiến cho anh trở nên mạnh hơn rất nhiều. Rất nhanh tin tức một tên nô lệ dọn sạch hầm ngục đã truyền bá ra khắp nơi. Việc này đã thu hút sự chú ý của các thành viên cấp cao trong hội chống dị giáo. Người đàn ông tóc vàng này tên là Lucius, chỉ huy đội kỵ sĩ tiên phong của ngôi đền ánh sáng vũ khí của anh ta chính là cây thương ánh sáng và chiếc khiên thần thánh hai trong số vật phẩm huyền thoại trên đại lục này ngày hôm sau ba thanh niên trong đội thợ săn đến phòng tìm jeffy thì tình cờ thấy được tu nữ anna cũng vừa mới bước ra từ căn phòng đó ba thanh niên còn tưởng là anh men đã hút luôn tu nữ xinh đẹp của đền thờ đại ca à anh có thật sự là nô lệ không vậy thực ra anna đến đây là để đưa cho jeffy một chiếc nhẫn vàng thứ này được gọi là nhẫn thanh tẩy có tác dụng hỗ trợ luân chuyển ma lực của người đeo và cường hóa lá chắn ma thuật ngoài ra còn có thể dùng loại bỏ lời nguyền mỗi ngày một lần. Sau khi điều tra thì Anna đã biết được có một số người từng sử dụng phương pháp tiêm chất độc vào người để tăng chỉ số. Đó là hội ám sát giả Persephone, họ là những sát thủ huyền thoại với kỹ năng ám sát đỉnh cao. Phải chăng Jeffy cũng là một thành viên của tổ chức sát thủ đó? Nghe nói vài năm trước hội ám sát giả đã bị sụp đổ trong một cuộc đột kích, tuy nhiên những tàn dư của tổ chức này vẫn bí mật hoạt động trong bóng tối. Thậm chí là có không ít quý tộc trong nước đang hợp tác với bọn họ để kiếm tiền. Cơ mà Anna cũng không quan tâm, cho dù là thân phận nào đi nữa chỉ cần Zephy có thể mang lại lợi ích cho cô và đền thờ thì hai người vẫn hợp tác vui vẻ. Trở lại căn phòng của Zephy, đội thợ săn đã nhận được một lá thư nặc danh yêu cầu khẩn cấp. Thông qua con dấu được in trên lá thư Zephy đã nhận ra yêu cầu này được viết bởi nét. Thế là anh liền nói với ba đồng đội lần này anh sẽ đi một mình. Còn 20 ngày trước cuộc viễn trinh của ngôi đền ánh sáng. Dựa vào trí nhớ ở cuộc đời trước, Zephy đã biết được hầm ngục đó là ngôi mộ của công chúa gớm ghiếc, một trong tám bí ẩn của thế giới. Do đó tiêu chuẩn của cuộc viễn trinh rất cao chỉ cho phép thợ săn từ cấp 5 trở lên mới được tham gia. Đội thợ săn không thể đáp ứng yêu cầu này nên Jeffy muốn lợi dụng thân phận của Net để tiến vào hầm ngục. Nếu như có thư đề xuất của Net thì anh sẽ được tham gia đội viễn trinh. Rất nhanh Jeffy đã xuất hiện ở điểm hẹn trong lá thư, nhưng bất ngờ là người đang chờ đợi anh lại không phải Net mà là Sark. Hắn nói với Jeffy hãy chống mắt lên mà xem sức mạnh mới của tao. Cơ mà thanh niên còn chưa gáy xong thì đã bị anh cho một cú chặt vào cổ nằm như chó chết. Tuy nhiên lần này Sa Ác đã nhanh chóng đứng dậy, không ngờ bên dưới áo choàng của hắn lại là một sinh vật ghê tởm. ác Sa sai nó tấn công Zephi cơ mà chỉ thấy một luồng sáng phát ra, con quái vật đã bị anh cho một trường xuyên thấu cơ thể. Zephi đã nhận ra nó chính là So Gót, vũ khí sinh học của những kẻ thờ phụng quỷ dữ. So Gót có tập tính ngủ đông ở dạng trứng, nó sẽ thức tỉnh khi nghe được âm thanh của nhạc cụ thôi miên. Bằng cách phối hợp với nhiều giai điệu, người thổi kèn có thể điều khiển So Gót theo ý muốn. So Gót là một sinh vật không có trí khôn công kích vật lý không có tác dụng với nó. Hấp thụ càng nhiều mana của người điều khiển thì nó sẽ càng trở nên to lớn. Khi nạn nhân tiếp xúc với cơ thể của Sorgoth, người đó sẽ mất hết lý trí và rơi vào trạng thái điên dại. Thế nhưng Zephy đã có những thanh tẩy nên anh không sợ Sorgoth. Rất nhanh xa ác đã bị anh bóp cổ. Để nuôi con quái vật này, mày đã tước đi sinh mạng của bao nhiêu người rồi hả? Một thằng rác rưởi như mày không đáng được sống. Nói xong Zephy đấm mạnh vào bụng xa khiến nội tạng của hắn vỡ nát. Sau đó anh lại tiếp tục đánh gãy xương mũi và quai hàm của hắn cuối cùng anh dùng phong lôi trưởng khiến cho cơ thể của hắn bị đốt cháy thành than trước khi chết xa ác đã vô cùng đau đớn vì toàn thân bị nhiễm điện sự trừng phạt thích đáng cho những tội ác mà hắn đã gây ra cuối cùng Zephy dùng cây sáo thổi lên khúc nhạc hủy diệt phá vỡ liên kết ma thuật với các tế bào của so gót để tiêu diệt nó sau khi mọi chuyện đã kết thúc thì nét mới xuất hiện hắn cảm thấy bất ngờ khi Zephy chỉ là một tên nô lệ lại có thể biết được cả khúc nhạc hủy diệt của môn đồ quỷ vương nét đã đưa ra quyết định jeffy chính là mục tiêu cần phải loại bỏ Net muốn dùng võ thuật của mình để diệt trừ Zephy, võ thuật bí truyền của Long Vương. Nhưng điều bất ngờ là Zephy cũng sử dụng chính môn võ công này để phá giải chiêu thức của Net. Long Vương cổ thuật chỉ có Net và sư huynh của hắn mới được truyền thụ, hắn hỏi Zephy rốt cuộc thì ngươi là ai? Môn đồ của Quỷ Vương, chúa tể phương Đông cổ độc long. Hắn được cho là kẻ đã vực dậy Quỷ Vương giáo hội với một môn võ công gọi là Long Vương cổ thuật. Cổ độc long chỉ có hai người đệ tử chân truyền, bọn họ được thừa hưởng cốt lõi của Long Vương cổ thuật. Người thứ nhất là Cuồng Long con trai ruột của cổ độc long, còn người thứ hai chính là nét được ông ta nhận làm con nuôi. lúc này jeffy mới tiết lộ với nét rằng anh chính là đồ đệ bí mật của cổ độc long, ẩn danh đệ tử là một kẻ mà ngay cả những người trong môn phái cũng không biết, được xem như con bài chưa lật của môn phái. thật ra thì jeffy không phải đệ tử ẩn danh của cổ độc long, tuy nhiên sẽ không có ai đứng ra vạch trần thân phận giả mạo này, bởi vì theo anh nhớ được thì khoảng thời gian này tên đệ tử ẩn danh thật sự đang bị cầm chân bởi một người khác. Jeffy nói với Ned là giáo chủ đã ra lệnh cho anh phải tham gia vào cuộc trinh phạt lần này. Tuy nhiên Ned vẫn còn nghi ngờ nên hỏi lại ngươi có biết nhiệm vụ của ta là gì không? Jeffy thản nhiên đáp sao ta lại không biết được chứ, nhiệm vụ của ngươi chính là ăn cắp Long Đan. Long Đan là ma thạch được hình thành trong trái tim của một con rồng, nó là một vật phẩm quý giá có thể ban cho người sử dụng sức mạnh sánh ngang với loài rồng. Hơn nữa Jeffy còn biết đến sự tồn tại của thần kiếm huyết lệ, đó là bảo vật gia truyền trong gia tộc của Ned nhưng nó đã bị đánh cắp. Người biết được chuyện này cũng chỉ có hắn và giáo chủ mà thôi. Lần này thì Ned đã bắt đầu có chút tin tưởng Jeffy chính là ẩn danh đệ tử của giáo chủ. Buổi tối Ned đã dẫn Jeffy đến một tòa nhà bỏ hoang gần điện thờ để giới thiệu thân phận của anh với đồng bọn. Trong những kẻ thờ quỷ thậm chí còn có cả thành viên cấp cao của giáo đường là Matthias, kỵ sĩ của quân đoàn ánh sáng thứ ba. Không ngờ hắn lại có thể che giấu thân phận của mình và nằm vùng trong giáo đường lâu như vậy. Toàn bộ 40 người có mặt ở đây đều là những kẻ thờ quỷ bọn chúng là lực lượng tinh nhuệ được hình thành với mục đích duy nhất là thực hiện nhiệm vụ lần này thực ra ở cuộc đời trước nét là một người mà Zephy vô cùng quen thuộc nét không phải người xấu mà ngược lại còn rất trung thành và kiên trì anh ta chỉ là vì thù hận của gia tộc mới trở nên mù quáng kiếp trước cuộc đời của nét đã bị hủy hoại vì tin tưởng nhầm người vậy nên kiếp này Zephy muốn xây dựng lòng tin với nét và biến anh ta trở thành một đồng minh của mình người đã dạy long vương cổ thuật cho Zephy không ai khác chính là nét như Zephy dự đoán mọi chuyện đang đi đúng theo kế hoạch mà anh đã vạch ra. Anh đã trở thành một thành viên của đội trinh phạt hầm ngục. Bởi vì ba thằng đệ trong đội thợ săn quá yếu nên chỉ có thể đợi ở nhà. Ba năm sau những kẻ thờ quỷ sẽ triệu hồi quỷ vương khiến rất nhiều người vô tội chết thảm. Muốn ngăn chặn chuyện đó, Jeffy nhất định phải lấy được Long Đan. Để chuẩn bị cho cuộc trinh phạt anh đã nhờ Anna mua thêm một số trang bị, trong đó có một thanh kiếm mà anh rất thích. Đây là một cổ kiếm đã có từ 100 năm trước, bên trong thân kiếm luân chuyển một dòng năng lượng bí ẩn trong cuộc trinh phạt lần này có hai thế lực chủ yếu đó là quang minh thần điện và ma quỷ giáo đồ jefi phải chống lại tất cả bọn họ để lấy được long đan nói cách khác toàn bộ đội trinh phạt đều là kẻ địch của anh lát sau có một tu nữ đeo kính tên là angelia tìm đến jefi cô ấy là một niệm chú sư và cũng là bạn của anna jefi đã thuê cô ấy để phù phép cho vũ khí và trang bị của mình sau khi được phù phép sức mạnh và độ bình của bọn chúng sẽ được tăng lên sau đó jefi nói với anna những đồng tiền cuối cùng đã bị anh tiêu hết không còn gì để trả công cho cô nữa rồi thế nhưng anh có thể trả bằng thứ khác, đó là hai loại chất độc cực mạnh của vua độc dược. Nhìn thấy thứ này Anna vội vàng đồng ý, "A a à cho tôi, đưa cho tôi đi mà." So với tiền thì chất độc của vua độc dược còn có giá trị hơn nhiều. Sáng hôm sau, đội trinh phạt đã tập hợp đông đủ. Người lãnh đạo đội trinh phạt chính là hiệp sĩ đứng đầu điện thờ Lucius. Các thế lực trong nhóm người được phân bố như sau: Hiệp sĩ chiến đấu 18 người, giáo sĩ chữa thương 10 người, thợ săn và nô lệ tổng cộng 20 người. Cuối cùng là các thành viên của đội chống dị giáo. 86 người được chia thành hai nhóm dựa trên vai trò của mình. Đội 1 là quân tiên phong phụ trách mở đường do thám tình hình. Đội 2 là quân hậu cần có nhiệm vụ phục hồi và chữa trị. Do sĩ Ano là chỉ huy trị thương, tu nữ Leona là chỉ huy hậu quân còn Matthias là chỉ huy quân tiên phong. Tại khu tập huấn đặc biệt trên núi, mỗi ngày các thành viên của đội trinh phạt đều chăm chỉ rèn luyện thể chất và chiến đấu với con rối ma thuật để nâng cao thực lực. Trong nhóm người này biểu hiện của Ned và Zephy là xuất sắc nhất. Ngày tập luyện cuối cùng kết thúc, mọi người được phép xả hơi. Sau khi tiếp xúc thời gian lâu dài, Net phát hiện Zephy là một người mà anh ta có thể tin tưởng được. Cảm thấy thời cơ thích hợp, Zephy đã tiết lộ cho Net vị trí của thần kiếm Huyết Lệ. Huyết Lệ kiếm chính là chiến lợi phẩm của tổ tiên Net sau khi đánh bại những con quỷ sa mạc. Từ đó gia tộc của Net đã trông coi Huyết Lệ kiếm qua các thế hệ. Bố của Net đã từng nói với cậu, một ngày nào đó con sẽ kế thừa nhiệm vụ cao cả, con nhất định phải trở thành một hiệp sĩ xứng đáng với thanh kiếm này. Tuy nhiên thanh kiếm quá quý giá nên đã dẫn tới sự dòng ngó của kẻ khác một tên giáo sĩ của điện thờ đã lợi dụng thân phận và quyền lực của mình để chiếm đoạt nó. Bố của Ned vì muốn đòi lại bảo vật gia tộc mà đã phải bỏ mạng. Còn tên giáo sĩ kia lại không bị trừng phạt gì cả bởi vì hắn chính là con trai của tổng giám mục, tên của hắn là Andin Lasker. Mục đích của Ned khi gia nhập ma quỷ giáo đồ là để báo thù cho cha, lật đổ quang minh thần điện và tìm lại di vật của tổ tiên. Mặc dù Ned đã tìm huyết lệ kiếm trên khắp lục địa nhưng vẫn không biết nó đang ở nơi nào. Cho đến khi Jeffy tiết lộ sự thật, anh mới biết được huyết lệ kiếm của gia tộc mình đang nằm trong tay giáo chủ. Hơn nữa, Zephi còn biết được danh tính thật sự của giáo chủ và 12 tông đồ. Bản thân giáo chủ và một nửa trong số 12 người đó chính là các giáo sĩ cấp cao của Quang Minh Thần Điện. Nghe đến đây trong lòng nét đã chết lặng, chẳng nhẽ giáo chủ đối tốt với mình tất cả chỉ là giả vờ thôi sao. Ngày hôm sau các thành viên trong đội trinh phạt đã tập hợp đông đủ. Trước mặt bọn họ chính là lăng mộ của công chúa gớm ghiếc, một trong tám bí ẩn của thế giới. Người của Giáo đường đã cố gắng chinh phục hầm ngục này trong suốt 10 năm trời đến nay nhưng vẫn chưa thành công. Lăng mộ được chia làm 9 tầng, trước đó mới chỉ chinh phục tới tầng thứ 7 mà thôi. Lần này mọi người sẽ trực tiếp tiến vào tầng thứ 8. Đối thủ của bọn họ là Bạch cốt binh đoàn, trong mắt của bọn chúng phát ra ánh sáng màu xanh vô cùng quỷ dị. Cùng lúc đó tại Quang Minh thần điện, Hồng y Giáo chủ đã có mặt ở nơi này. Hắn chính là Andin, tên giáo sĩ 12 năm trước đã chiếm đoạt thần kiếm huyết lệ và hại chết phụ thân của nét bên này cuộc chiến ở tầng thứ 8 của lăng mộ đang diễn ra vô cùng khốc liệt bạch cốt quân đoàn bị đẩy lui thì lại tiếp tục xuất hiện những con ma cốt khổng lồ bọn chúng được điều khiển bởi phù thủy ma cốt một con quái vật trung cấp có thể sử dụng ma thuật hắc ám con phù thủy sẽ tiếp tục triệu hồi càng nhiều ma cốt nếu như mọi người không tiêu diệt nó lúc này lucius nói với tất cả mọi người hãy tránh hết ra sau đó một mũi thương ánh sáng mang theo năng lượng hủy diệt đã cho con phù thủy đắp chiếu cây thương ánh sáng quả không hổ danh là vũ khí cấp huyền thoại cuối cùng tầng 8 đã bị mọi người chinh phục trong khi đội hậu cần đang chăm sóc những người bị thương thì Jeffy lại đi vào phòng tối rồi đặt tay lên tường để tìm một thứ gì đó. Rất nhanh anh đã tìm được một viên gạch khác với những viên còn lại. Bên trong phòng hội nghị giã chiến, bốn chỉ huy đang bàn bạc kế hoạch trinh phạt tầng thứ 9. Một năm trước bốn người đã suýt chút nữa vào được nơi ở của Boss cuối, tuy nhiên lần đó bọn họ lại gặp phải quái vật thủ hộ phòng Boss. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt màu tím yêu dị của nó, sức lực của mọi người như bị rút sạch không dám tiến lên nửa bước. Đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng hét thảm, một con sò so gót bất ngờ xuất hiện tấn công đội trinh phạt. Jeffy chính là người đã thổi sáo gọi quái vật đến đây. Khi anh kéo cần gạt xuống mặt đất đột nhiên nứt ra, hầm ngục đang tự chuyển động. Lúc này Lucius mới nhận ra thì đã quá muộn, hắn muốn kiểm soát Jeffy bằng dấu ấn nô lệ nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, thứ đó không hề có tác dụng với anh. Matthias lập tức rút kiếm ra muốn đuổi theo Jeffy, nhưng hắn còn chưa kịp hành động thì đã bị nét đánh lén từ phía sau. Bên kia Lucius đã sử dụng thương ánh sáng tấn công Jeffy, khoảnh khắc mũi thương sắp bắn chúng anh thì đột nhiên có một bức tường nhô ra chặn nó lại thì ra Zephy đã kích hoạt hào quang may mắn đó là một trong những đặc ân của thần lời chúc phúc cấp cao của thần may mắn sau khi đánh lén Matthias thành công rất nhanh nét cũng tụ họp với Zephy trước đó hai người đã sớm lên kế hoạch tất cả mọi chuyện Zephy cũng không lo lắng khi nét lấy được long đan anh ta sẽ phản bội mình bởi vì long đan chỉ có thể được hấp thụ bằng một phương thức đặc biệt nếu liều lĩnh hấp thụ long đan nét sẽ chết vì không thể chịu nổi ma lực của nó chỉ Jeffy mới biết được một người có thể giúp được chuyện hấp thụ long đan. Hơn nữa nét còn muốn trả thù tên hồng y giáo chủ và sư phụ của mình là cổ độc long. Nếu như không có sự trợ giúp của Jeffy thì anh ta sẽ không thể nào làm được chuyện này. Chỉ còn 15 giây nữa là hào quang hảo vận của Jeffy sẽ mất đi tác dụng. May mắn là trong khoảng thời gian đó hai người đã thành công lướt qua con quái canh cửa ma kỵ tử sĩ rồi nhanh chóng tiến vào một lỗ hổng dẫn đến phòng con trùng vừa hết 15 giây. Một giọng nói lạnh lẽo như tới từ u minh địa ngục đột nhiên vang lên trong căn phòng, các ngươi là ai mà dám quấy dày giấc ngủ của hoàng tộc? Cô gái này chính là chủ nhân của lăng mộ, công chúa gớm ghiếc. Bên này Lucius vẫn không hiểu tại sao Zephy lại không bị ảnh hưởng bởi dấu ấn nô lệ. Sau khi biết được Zephy và Ned đều là thành viên thuộc đội tiên phong của Matthias, Lucius lập tức hỏi Matthias ngươi còn gì để nói với ta không? Biết thân phận ma quỷ giáo đồ của mình không thể giấu giếm được nữa, Matthias quyết định trở mặt. Lại nói về Zephy và Ned đang ở trong phòng ngủ của công chúa nét không ngờ công chúa gớm ghiếc trong truyền thuyết lại là một cô gái xinh đẹp và kiều diễm anh ta cho rằng lịch sử đã ghi chép sai rồi mỹ nữ này không thể gây ra những tội ác tàn bạo như vậy được đôi mắt được buồn tràn ngập bi thương của nàng đã khiến cho nét rung động ngay khi nét muốn tiến lên an ủi người đẹp thì jeffy đã kịp thời giữ anh ta lại thì ra bên dưới có bẫy ma thuật nếu như nét dẫm lên thứ này thì anh sẽ đi bán muối ngay và luôn lúc này công chúa gớm ghiếc mới lộ nguyên hình khuôn mặt xinh đẹp của à ta nhanh chóng trở nên cực kỳ tàn ác hình dạng này mới chính là bản thể thực sự của công chúa gớm ghiếc ở một nơi khác quang minh thần điện và ma quỷ giáo đồ đã tách ra đứng ở hai phía đối lập nhau phe của lucius đang chiếm ưu thế vì có đông người hơn và anh ta còn sở hữu trang bị huyền thoại tuy nhiên matthias lại không lo lắng bởi vì trong đám người đó vẫn còn một người của hắn đang ẩn thân matthias lập tức ra hiệu cho đồng bọn ở phía sau một khi hắn đếm tới ba thì đồng loạt uống thuốc loại thuốc này có tác dụng tạm thời vô hiệu hóa ấn nô lệ cơ mà lucius lại nhanh hơn một bước anh ta đã ra lệnh cho bọn nô lệ phải tấn công Matthias. Cả đám chưa kịp uống thuốc nên đành phải nghe theo sự sai khiến của Lucius. Trong quá khứ Lucius và Matthias đã là bạn thân của nhau từ năm 12 tuổi. Bọn họ đã sát cánh chiến đấu bên nhau hơn 20 năm qua, Lucius không thể ngờ được rằng có ngày Matthias lại phản bội mình. Ở dưới sự vây công của mấy chục người, cuối cùng Matthias đã bị bắt sống. Lucius hỏi Matthias tại sao ngươi lại phản bội ta. Matthias hét lên, hãy đi mà hỏi nữ thần ở thế giới bên kia của ngươi sau đó hắn đã cắn nát một viên hình tròn gì đó giấu ở trong miệng. Thứ này được gọi là mặc khải thạch, hồng y giáo chủ đã đưa cho Matthias. Một khi con người ăn nó thì họ sẽ bị biến thành ác quỷ không bao giờ có thể trở lại làm người được nữa. Thực lực của Matthias đột nhiên bạo tăng, những đòn công kích bình thường đã không có tác dụng với hắn. Thậm chí Matthias chỉ dùng một tay đã có thể bắt được cây thương ánh sáng của Lucius. Trước đó Lucius đã từng đưa cho nữ Tuleona vật phẩm huyền thoại thánh giá của Đức Tin đã được thu nhỏ để đề phòng bất chắc leona muốn sử dụng thánh giá đức tin để trợ giúp lucius tuy nhiên khi cô ta đưa tay ra sau lưng để lấy thì mới phát hiện nó đã biến mất thì ra trước đó trong lúc hỗn loạn ned đã nhân cơ hội nhảy luôn thánh giá trong phòng boss cuối Zephy và ned đang chiến đấu với công chúa gớm ghiếc hai người phối hợp ăn ý thành công chặt đầu của ả à. rất nhanh hình dạng của ả à lại một lần nữa thay đổi thấy vậy Zephy lập tức mỉm cười bởi vì anh đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu rồi trong lúc chuyển đổi hình thái ả à sẽ tạm thời bất động đồng thời không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào Nhân cơ hội này Nét đã triệu hồi vật phẩm huyền thoại thánh giá của Đức Tin để hạ gục công chúa gớm ghiếc. Tuy nhiên sức sống của ả à quá mãnh liệt, mặc dù chỉ còn lại một con mắt nhưng hai người vẫn không thể tiêu diệt ả à hoàn toàn. Jeffy đã ném cho Nét một lọ thuốc hồi phục, bọn họ phải nhanh chóng tìm được Long Đan trước khi người bên ngoài tiến vào nơi này. Thế nhưng hai người còn chưa kịp hành động thì họ đã cảm nhận được một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Thì ra là ma kỵ tử sĩ canh gác ở ngoài cửa đã tiến vào trong phòng. Ma lực từ trên người nó nhanh chóng bao bọc lấy con mắt của công chúa gớm ghiếc sau đó ả đã hoàn thành quá trình chuyển đổi hình thái thanh giá của đức tin cũng không còn tác dụng với ả nữa jeffy và ned lập tức lao tới muốn chém đầu ả thêm một lần nữa tuy nhiên lần này hai người đã thất bại sau khi tiến hóa công chúa gớm ghiếc đã thức tỉnh kỹ năng biến dị không gian ned vung kiếm chặt đứt dây gai từ trên người ả thì bất ngờ bị phản đam cực mạnh thì ra ả còn có thể phản lại toàn bộ sát thương đã nhận jeffy nhân cơ hội đánh lén từ phía sau dùng kỹ năng điểm huyệt lên các vị trí quan trọng trên cơ thể để phá hủy kinh mạch của ả sau đó anh lấy từ trong người ra chàng hạt yểm phép đây là vật phẩm mà anh đã nhờ Anna mua hộ. Zephy nhanh chóng dùng thứ này để chữa trị vết thương cho Ned. Thế nhưng trong lúc bất cẩn anh đã bị một sợi dây gai đánh bay, sau đó công chúa gớm ghiếc đã triệu hồi vô số hỏa cầu với sức nóng khủng khiếp để thôn phệ anh. Kết quả Zephy đã bị thương nặng, toàn thân đầy vết bỏng. Toàn bộ trang bị và vật phẩm của Zephy đều đã bị phá hủy, lúc này anh chẳng còn gì để có thể lật ngược tình thế. Chẳng lẽ con người chỉ có thể mãi mãi làm thú vui tiêu khiển của các thần linh cao cao tại thượng thôi sao? Không, Jeffy không cam tâm, anh muốn phản kháng. Ngay khi công chúa gớm ghiếc chuẩn bị kết liễu cái mạng của Zephy thì anh để dùng máu của mình đã vẽ một ký hiệu gì đó trên mặt đất. Quả nhiên sau đó nữ thần đã xuất hiện, cô ta hỏi vì sao Zephy lại biết được ấn ký báng bổ này. Đây là bằng chứng về một thất bại đáng xấu hổ của các vị thần trong quá khứ, đối với thần thánh nó chính là một điều cấm kỵ. Dù là ai đi nữa chỉ cần vẽ ra biểu tượng đó thì đều sẽ phải nhận lấy cái chết. Zephy nói với nữ thần nếu muốn biết từ đâu mà anh biết được dấu ấn này thì cô ta phải trả giá. Nữ thần lập tức cảnh cáo nhân loại thấp kém đừng vượt quá giới hạn jeffy chỉ mỉm cười thế thì ngươi hãy giết ta đi cứ làm vậy nếu ngươi tự tin rằng bản thân có thể gánh vác được hậu quả thì ra jeffy đã sớm biết được đám thần này sẽ không để cho mình chết bởi vì các vị thần muốn jeffy thay bọn họ làm một chuyện gì đó mà anh không biết nếu như jeffy bỏ mạng tại đây thì anh sẽ thuộc về tử thần toan tính của bọn họ cũng thất bại đó là lý do vì sao thần linh lại lập tức gửi thiên sứ xuống hạ giới khi thấy anh sắp tự sát nữ thần hỏi jeffy rốt cuộc thì nhà ngươi muốn gì cơ chứ hãy trao cho ta nhiều đặc quyền hơn nữa nếu ta chết thì thần linh các ngươi cũng sẽ mất đi một điều gì đó nếu ta không còn nữa sẽ chẳng có nhân loại nào đủ khả năng để tiêu khiển cho các ngươi cuối cùng ở dưới sự đe dọa của jephi các vị thần cũng đồng ý thỏa hiệp bọn họ đã quyết định ban cho anh nhiều sức mạnh và đặc quyền hơn nữa bụi mù qua đi jephi nhanh chóng lộ diện công chúa gớm ghiếc lập tức lao tới tấn công anh như lần này một cánh tay của ả à đã bị thứ gì đó phá hủy trong tay jephi chính là thanh kiếm ánh sáng thánh vật được tạo nên từ mảnh vỡ của ánh sáng bổn nguyên Vị thần đã ban tặng thanh kiếm cho anh chính là nữ thần ánh sáng. Với thần khí này, Zephy đã có thể đánh bại công chúa gớm ghiếc một cách dễ dàng. Sau khi hắc ám bị ánh sáng thanh tẩy, công chúa đã biến trở lại thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Nàng tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Zephy. Công chúa chỉ cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mộng, một giấc mộng rất dài. "Hiệp sĩ, anh là ai mà lại có thể xua đi con ác quỷ trú ngụ trong ta?" "Tôi là Zephy, truyền nhân của công chúa, một trong thập nhị anh hùng." Thọ mệnh mà công chúa cưỡng chế kéo dài cũng đã sắp tới hồi kết, cơ thể của nàng đã tới giới hạn không còn nhiều thời gian nữa. Công chúa hỏi Zephi vì sao anh lại muốn lấy được Long Đan. Zephi liền cho công chúa xem ký ức của mình thông qua kết nối tâm linh. Ở một nơi khác Lucius và Matthias vẫn đang quyết đấu với nhau sau khi Matthias hóa quỷ thực lực của hai người bất phân thắng bại. Hắn không cần lũ gián điệp đang nằm vùng ở phe ánh sáng nữa mà thay vào đó đã hy sinh bọn họ để làm chất dinh dưỡng cho mình hấp thu năm xưa khi Lucius được chọn làm ứng cử viên cho vị trí thánh nhân. Bố của anh ta đã quảng bá phước lành với cái giá cắt cổ, nói với mọi người rằng chỉ cần họ được Lucius chúc phúc thì sẽ được an lành. Ông ta làm mọi thứ để thu lợi bất chính càng nhiều càng tốt. Biết bao nhiêu người đã phải táng ra bại sản, tự tử bởi vì bị lừa hết tiền. Trong khi đó người của giáo đường cứ đứng yên nhìn cái ác lộng hành. Matthias cho rằng quang minh thần điện mới thực sự là ác quỷ chân chính. Bên này sau khi đọc ký ức của Jeffy, Công chúa đã biết được 10 năm sau thế giới sẽ bị hủy diệt trong tay của chúa quỷ Tataros. Zephy muốn nhờ công chúa cấy long đan vào cơ thể của mình. Tuy nhiên công chúa đã từ chối yêu cầu này. Bởi vì 1.000 năm trước công chúa đã từng cấy long đan vào cơ thể của người khác, đó chính là kỵ sĩ Georgius và cũng là chồng của nàng. Hai người đã có với nhau một đứa con. Vì muốn đứa trẻ có thể trưởng thành trong một thế giới an toàn, kỵ sĩ Georgius đã tự nguyện cấy long đan vào cơ thể của mình. Thế nhưng vào thời khắc quan trọng nhất hai người đã bị đồng đội phản bội, hắn chính là Hoàng Kim Cổ Long. Cuối cùng công chúa đã trúng phải chú nguyền con chồng của nàng thì biến thành ma kỵ tử sĩ trấn thủ Lăng mộ. Trở lại hiện thực, công chúa cho rằng cơ thể của Zephy chưa thực sự sẵn sàng để tiếp nhận Long đan Nếu như Zephy làm như vậy thì sức mạnh của Long đan sẽ xé nát cơ thể của anh hoặc trở thành phế nhân vĩnh viễn. Ngay khi công chúa muốn nói với Zephy điều gì đó thì cổ của nàng đột nhiên bị vòng phép siết chặt. Thì ra hoàng kim cổ long đã đặt lời nguyền trói buộc lên công chúa, khiến nàng không thể tiết lộ bí mật của thế giới này với bất cứ ai công chúa không thể nói trực tiếp nên chỉ có thể nói mơ hồ với Zephy. Khi mà anh buộc phải chọn lựa giữa một người mà anh yêu nhất với một người khác. Hãy tận dụng mọi thứ trong lăng mộ của ta để trở nên mạnh mẽ hơn sau đó ngươi mới có thể tiếp nhận Long Đan, đó là phương pháp an toàn nhất. Nhưng nếu ngươi vẫn muốn tiếp nhận Long Đan ngay lúc này, thì ngươi bắt buộc phải săn được tứ đại cổ Long trong vòng một năm. Zephy tự tin nói với công chúa anh chỉ cần một năm thôi là đủ. Sau đó công chúa đã triệu hồi Long Đan, thứ này được lấy từ cơ thể của con rồng mạnh nhất trong thất đại cổ Long, Hắc Long Kaisers ta tôn trọng quyết định của ngươi, anh hùng, giờ thì ta sẽ bắt đầu đây. Jeffy lập tức kích hoạt trạng thái may mắn để gia tăng khả năng dung hợp thành công, sau lần này anh chỉ còn lại một lần sử dụng cuối cùng. Không gian xung quanh nhanh chóng chìm vào bóng tối. Đây là đâu mình không nhìn thấy gì cả, hình như mình đã từng có cảm giác nơi này trước đây rồi. Bất ngờ một con mắt khổng lồ đỏ rực hiện ra sau lưng Jeffy, một cái móng màu đen lập tức tóm chặt lấy anh nó chính là Hắc Long Kaisers. Nhân loại ti tiện, sao ngươi dám hấp thụ sức mạnh của ta? Hắc Long quả là một thực thể tối thượng, uy áp này như đang xé tan linh hồn của Zephy. Hắc Long nói với anh, trên cơ thể ngươi có mùi của bọn thần linh. Lũ thần cố chấp kia vẫn tiếp tục gửi con rối của chúng đến sao? Nhân loại, ngươi sẽ là kẻ cuối cùng được ta giao phó sức mạnh. Ở một nơi khác toàn bộ người của phe ánh sáng và bóng tối đều đã bị Matthias tàn sát hoặc đánh bại, chỉ còn lại một người duy nhất vẫn tiếp tục chiến đấu là Lucius. Rất nhanh anh ta đã bị trúng một đòn, tốc độ phản ứng chậm hơn trước xem ra đã kiệt sức rồi. Ngược lại sau khi hóa quỷ khả năng phục hồi của Matthias được tăng lên rất nhiều. Cả hai người cùng ra đòn nhưng chỉ có một mình Lucius là chịu thương tích. Cuối cùng anh ta không phải đối thủ của Matthias đã bị đánh bay vào tường. Hiện tại Lucius chỉ còn cách sử dụng sức mạnh kia mà thôi, tuy nhiên nếu dùng nó bản thân anh ta cũng sẽ phải trả một cái giá lớn. Lúc này Matthias đã triệu hồi một quả cầu lửa với sức nóng ngàn độ. Thế nhưng hắn còn chưa kịp ném ra thì một luồng sáng bay vụt qua đã dập tắt hỏa cầu trên tay của hắn. Không ngờ thứ đó lại chỉ là một sợi lông vũ chỉ thấy sau lưng Lucius đã xuất hiện một thiên sứ với đôi cánh màu trắng. Thiên sứ hỏi Lucius, là ta của quá khứ đó sao, lần này ngươi sẽ đánh đổi bao nhiêu tuổi thọ của mình đây? Anh ta trả lời một tháng, một tháng không đủ đâu, ngươi cần đến nửa năm đấy. Sau đó thiên sứ hướng ngón tay về phía Lucius, chỉ thấy toàn bộ vết thương trên người của anh ta đã biến mất. Còn Matthias đột nhiên cảm nhận được áp lực vô cùng khủng khiếp. Cuối cùng hắn đã bị một chùm sáng xuyên qua cơ thể. Kỹ năng này gọi là một thoáng vinh quang cho phép Lucius mượn sức mạnh của mình trong tương lai. Tuy nhiên để sử dụng chiêu này, anh ta sẽ phải đánh đổi bằng tuổi thọ của mình. Tuổi thọ trung bình của một vị thánh là 30 năm, vì lợi ích của đền thờ, các vị thánh trẻ cũng sẽ bị dồn vào chỗ chết. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ là những con rối bị nhà thờ thao túng mà thôi. Cuối cùng tất cả đều là quân cờ của thần linh, các vị thần mới chính là những kẻ đang điều khiển thế giới này. Bên trong căn phòng boss cuối nét đã mở mắt ra và tỉnh lại. Thanh niên bị một phen hú hồn hú vía khi trước mặt chính là công chúa gớm ghiếc, à đang làm cái gì với thằng bạn của mình thế? không biết có nên nhân cơ hội đánh lén ả để cứu nó không cơ mà rất nhanh đau đớn đã ập đến khiến cho toàn thân của nét bị tê liệt đây chính là tác dụng phụ khi cạn kiệt mana công chúa nói với nét hãy yên tâm mà nghỉ ngơi đi ta không có làm gì bạn của ngươi cả công chúa còn giúp nét đào thải dấu ấn ma quỷ ra khỏi cơ thể anh lập tức cảm thấy buồn nôn rồi ói ra một con ấu trùng béo múc trùng quỷ chưa trưởng thành vì nét chưa bao giờ sử dụng sức mạnh của nó sau đó nét chỉ cảm thấy đôi mắt của mình trở nên chịu nặng anh đã ngủ say và không còn biết gì nữa Tại tầng số 8 hai chỉ huy khác của đội trinh phạt vẫn còn sống. Lucius nói với bọn họ nhất định phải tìm bằng được hai tên nô lệ đã bỏ trốn là Net và Zephy. Bọn họ đã tấn công Mathias chứng tỏ hai nhóm người này không cùng một phe. Ba người đã đuổi đến phòng của boss cuối, tuy nhiên bên ngoài có ma kỵ tử sĩ canh cửa nên bọn họ không thể tiến vào căn phòng. Lucius lại không thể kích hoạt kỹ năng một thoáng vinh quang vì chiêu này chỉ có thể sử dụng mỗi tuần một lần mà thôi. Đúng lúc này có một người từ bên trong đã mở ra cánh cửa. Người đó không ai khác chính là Zephy anh đã thành công hấp thụ long đan của hắc long kaisers anh đột nhiên chỉ tay vào ma kỵ tử sĩ và nói hãy quỳ xuống ma kỵ tử sĩ lập tức bị một sức mạnh nào đó trói buộc không thể cử động được ngay cả lucius cũng không biết chuyện này là như thế nào tại sao nó lại có thể bị một tên nô lệ điều khiển chứ phải đến 10 giây sau con bạch cốt mới giải được khống chế đây chính là kỹ năng long khẩu có tác dụng trói buộc trong 10 giây do long đan mới được cấy vào cơ thể nên jeffy vẫn chưa thể phát huy hết sức mạnh của nó hơn nữa anh còn phải cân bằng long đan để không trở nên điên dại vũ khí của ma kỵ tử sĩ là thanh kiếm gam được chế tác để tiêu diệt con rồng mạnh nhất thiên hạ còn vũ khí của Zephi là thánh quang thần kiếm một tạo vật thần thánh được chế tác từ những tia sáng nguyên thủy nhất bóng tối đối đầu với ánh sáng cuối cùng tất cả hắc ám đã bị quang minh thanh tẩy phát hiện Zephi có thể sử dụng thanh kiếm của nữ thần ánh sáng lucius đã không còn cho rằng anh là ma quỷ giáo đồ anh ta và hai người còn lại lập tức quỳ xuống bái kiến cao nhân trở lại vài phút trước sau khi quá trình dung hợp long đan hoàn tất Jeffy tỉnh dậy thì phát hiện công chúa đã hóa thành cát bụi, anh đã tìm được hai viên đá trong cho tàn của nàng. Viên màu đỏ là pha lê ma thuật có thể giúp người sử dụng lĩnh hội kỹ năng thông qua thiền định. Viên màu xanh là chìa khóa trí tuệ có thể kiểm soát mọi chức năng trong lăng mộ của công chúa. Công chúa đã nói với Jeffy hãy giao viên pha lê lại cho hậu duệ của nàng, cô ấy có thể giúp đỡ anh. Lúc này Ned cũng tỉnh lại từ lâu, Lucius đã giúp anh ta và Jeffy xóa bỏ dấu ấn nô lệ trên vai. Lucius nghĩ rằng bọn họ chính là người của phe ánh sáng đã trà trộn vào ma quỷ giáo đổ. Lucius muốn cả nhóm trở lại đền thờ nhưng Zephi lại nói anh ta đừng vội mừng, kể từ bây giờ trận chiến mới chính thức bắt đầu. Hiện tại giáo khu thứ ba của Quang Minh Thần Điện đã trở thành hang ổ của ma quỷ giáo đồ, bao gồm thuộc hạ của Hồng Y giáo chủ Anin. Sau đó Zephi đã sử dụng chìa khóa trí tuệ để mở ra phòng chứa kho báu, nơi lưu trữ các bảo vật trong lăng mộ của công chúa. Đây là phòng châu báu của công chúa, cả ngàn năm qua chưa từng có ai lai vãng. Toàn bộ vật phẩm bên trong đều được bảo quản bằng pha lê, có một số vật phẩm chỉ cần nhìn qua thôi đã biết là hàng cao cấp rồi. Jeffy hỏi trong mấy người ai có kỹ năng đánh giá, hai chỉ huy còn lại lập tức giơ tay em có, em cũng có này đại ca. Kỹ năng đánh giá có thể xem xét các chỉ số của vật phẩm, càng thông thạo thì sẽ càng biết nhiều thông tin. Lăng mộ của công chúa được xây dựng trong thời kỳ cổ quốc, một nền văn minh có phép thuật rất phát triển. Vật phẩm phép thuật của thời đại đó vượt xa thời đại này rất nhiều. Trong số đó jephi đã chú ý tới một cái bình màu xanh ngọc, không ngờ nó lại có ở đây. Sau một phen lút đồ thì mọi người đã tìm được những vật phẩm và trang bị thích hợp với mình. Mỗi người chỉ lấy xương xương vài món, nhưng tất cả đều là vật phẩm cực kỳ quý hiếm mà có tiền cũng không mua được. Jeffy đã lấy long kiếm của ma kỵ tử sĩ và ngân long chiến giáp. Sau đó mọi người bắt đầu ngồi xuống bàn bạc kế hoạch đối phó với tên hồng y giáo chủ Adin. Khi ma quỷ giáo đồ bị giết, trùng quỷ sẽ chui ra từ miệng của bọn chúng. Tuy nhiên cách này lại không thể dùng để đối phó với Adin vì thân phận và huyết thống của hắn rất cao quý. Gia tộc của Adin là một gia tộc hầu tước đức cao vọng trọng có tầm ảnh hưởng rất lớn, dựa vào điều này hắn đã thâu tóm quyền lực của giáo khu trung tâm. Hơn nữa hắn luôn giữ thế trung lập trong trận chiến giữa các phe cánh trong đền thờ nên hắn gần như không có kẻ thù. Kết tội Hồng Y giáo chủ là điều bất khả thi trừ khi bọn họ có chứng cứ xác thực. Nghe được những lời này Zephy đột nhiên mỉm cười, sau đó anh cầm lên cái bình lúc trước, ai bảo là chúng ta không có chứng cứ. Ngày hôm sau, Hồng Y giáo chủ đã đến nhà của Lucius trong lúc anh đi vắng hắn đã nhân cơ hội khống chế chú của lucius sau đó hắn nói với vợ anh rằng trong bụng của các môn đồ quỷ vương đều có dết ấn khi dết ấn tiến hóa đến giai đoạn cuối người sở hữu nó sẽ có được năng lực đặc biệt năng lực của hồng y giáo chủ chính là tổ dết dết ấn của hắn đã tiến hóa thành dết nữ vương có thể sản sinh ra ấu trùng từ đó hắn có thể dùng nó để tẩy não và kiểm soát bất cứ ai ví dụ như chú của lucius cảm nhận được ác ý của hồng y giáo chủ em bé đã bật khóc trong lòng mẹ đứa bé này tên là marius con trai của lucius hồng y giáo chủ hỏi marius bé bỏng cháu có thích bọ không sau đó hắn cầm con bọ lên chuẩn bị đưa vào miệng em bé thấy vậy claudia lập tức đẩy tay hắn ra để bảo vệ con trai của mình chỉ thấy một đàn bọ đang bò lúc nhúc dưới lớp da của tên hồng y giáo chủ khuôn mặt của hắn nhanh chóng lộ ra vẻ tàn độc con đàn bà khốn kiếp nhưng hắn còn chưa kịp làm gì cả thì thuộc hạ bên ngoài đột nhiên thông báo có chuyện rồi là lucius đã trở về từ lăng mộ công chúa gớm ghiếc hồng y giáo chủ giật mình vội vàng mở cửa sổ ra kiểm tra tại sao hắn lại có thể về nhanh thế được Quả nhiên ở bên ngoài Lucius đang chiến đấu với đám thuộc hạ của Hồng Y giáo chủ. Adin lập tức bảo Lucius dừng tay, dám tấn công cả giáo sĩ ngươi muốn phản bội giáo đường sao? Trước đó Lucius đã sử dụng lọ thuốc mà Zephy tìm được. Đó là dược dò xét, chỉ cần nhỏ một giọt vào mắt sẽ nhìn thấy vết ấn ở trong cơ thể của lũ ma quỷ giáo đồ. Không ngoài dự đoán giáo chủ Adin và thuộc hạ của hắn đều là những kẻ thờ quỷ. Ta, quang minh kỵ sĩ Lucius sẽ bắt giữ các ngươi vì tội tôn thờ dị giáo lừa dối đền thờ ánh sáng là một tội lỗi không thể nào dung thứ a đi ngươi sẽ phải trả giá lúc này chú của lucius là giám mục afonso đã ngăn cản anh lucius lập tức nhận ra trong người của chú mình cũng có vết ấn chỉ thấy anh vung tay ném gì đó xuống đất đây chính là bằng chứng buộc tội hồng y giáo chủ mà jeffy đã đưa cho anh jeffy đã dặn lucius phải tuyệt đối giữ bí mật về chuyện này nếu để lộ ra chắc chắn anh sẽ bị ám sát chính xác thì những bức thư đó là mật tin qua lại giữa hồng y giáo chủ và ma quỷ giáo đồ bọn chúng đã lên kế hoạch cướp long đan trong lăng mộ công chúa. Lúc này Hồng Y giáo chủ đã không thèm che giấu thân phận của mình nữa, hắn chính là một trong 12 môn đồ sùng tín Quỷ Vương. Adin lập tức bắt giữ vợ của Lucius để uy hiếp anh. "Ta đã đặc biệt chuẩn bị cho các ngươi con trùng có khả năng tẩy não. Vợ và con trai của ngươi liệu ai sẽ là người ăn nó đây, hay là ngươi quang minh kỵ sĩ Lucius?" Để cứu vợ và con trai của mình, Lucius đã chấp nhận ăn dết ấn, "Adin ngươi không được động vào vợ con của ta." Nào ngờ Adin lại đột nhiên trở mặt, hắn đưa tay lên muốn nhét con rết vào trong miệng của Claudia. Lúc này một thanh kiếm đột nhiên đâm xuyên qua ngực của hắn, người ra tay chính là Ned. Mọi người xung quanh không thể phát hiện ra Ned đã đứng ở sau lưng Adin từ lúc nào. Thì ra Ned đã sử dụng vòng tay sương mù, một trang bị sở hữu khả năng ẩn thân siêu việt chỉ có kỹ năng cấp thần thoại mới có thể phát hiện được anh. Ned nhanh chóng chuyển động lưỡi kiếm cắt đứt một phần thân trên của Adin, thành công cứu được Claudia từ trong tay của hắn. Thấy vậy một tên hiệp sĩ mặc giáp vàng lập tức lao lên tấn công anh, Thế nhưng bên ngoài Lucius bất ngờ sử dụng thương ánh sáng tập kích Hồng Y giáo chủ khiến cho tên giáp vàng phải quay lại bảo vệ hắn. Nhân cơ hội đó Ned đã hạ gục tên hiệp sĩ giáp bạc để cứu con trai của Lucius. Lúc này vết thương của Adi đã phục hồi như ban đầu, hắn đã không còn con tin để áp chế Lucius nên quyết định chạy trốn bảo vệ bản thân mới là thượng sách. Sau đó Adin đã đi trước và ra lệnh cho hiệp sĩ giáp vàng tên là Caster ở lại đoạn hậu. Trong số những tín đồ trung thành với quỷ vương, Caster là người xếp hạng thứ 20. Tại khu hầm mỏ cách đó không xa, mọi người ở đây cũng nhanh chóng phát hiện giáo đường đã xảy ra chuyện. Anna cho rằng chuyện này nhất định có liên quan đến Zephy. Bên này trận chiến giữa Lucius và Caster đang rất là căng. Thực lực của Caster cực kỳ mạnh mẽ không thua kém gì Lucius. Tuy nhiên anh lại có nhiều trang bị ngon hơn đối thủ, thương ánh sáng vật phẩm cấp huyền thoại và các trang bị đỉnh cấp lấy được trong lăng mộ. Cuối cùng Caster không phải là đối thủ của Lucius, hắn đã bị anh đánh thành trọng thương. Tuy nhiên sau trận chiến này Lucius cũng bị thương không nhẹ. Nào ngờ tốc độ khôi phục của ma quỷ giáo đồ vô cùng khủng khiếp, chỉ trong một thời gian ngắn vết thương trên bụng của Caster đã hoàn toàn biến mất. Những con bọ bắt đầu bò lúc nhúc bên trong cánh tay của hắn. Ngay khi Caster đang chuẩn bị tái chiến với Lucius thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét thảm của Hồng Y giáo chủ Adin. Nhân lúc Caster không chú ý, Lucius đã thi triển kỹ năng xiềng xích ngục tù khiến cơ thể của hắn bị tê liệt. Còn về tên Hồng Y giáo chủ lúc này hắn đang đau đớn quằn quại dưới chân của Zephy. Anh Men đã đứng đợi ở đây từ chiều, chú lại chạy hộ anh cái. Thì ra ngay từ đầu mọi người đã chia ra làm hai nhóm để bắt lẻ từng đứa một. Trở lại một vài phút trước đó, Adin và tên hiệp sĩ bạc đã rời khỏi giáo đường chuẩn bị lên xe ngựa để tẩu thoát. Nhưng khi bước lên xe tay của Adin đã vô tình chạm vào một thứ chất lỏng màu xanh. Hắn bất ngờ thét lên một tiếng đau đớn rồi nằm lăn lộn dưới mặt đất. Chất lỏng này là một loại thuốc độc có khả năng gây ra đau đớn cực độ. Sau đó Jeffy mới từ từ lộ diện, anh đã đóng giả làm người đánh xe. Adin hỏi Jeffy ngươi rốt cuộc là ai thì bị anh men sút thẳng một cước vào mõm rất nhanh tên hiệp sĩ mũ bạc cũng bị Jeffy hạ gục trong nháy mắt anh đã búng một cây kim độc vào mặt của hắn khiến hắn không thể cử động adin bắt đầu sợ hãi chờ đã chúng ta nói chuyện chút đi ta sẽ trả gấp đôi người thuê cậu à không gấp ba lần ta là hồng y giáo chủ cậu muốn gì ta cũng đều có thể đáp ứng được ở kiếp trước lucius và con trai của anh đã chết thảm sau khi tin tưởng adin tất cả bi kịch đều do adin mà ra cho nên kiếp này jeffy sẽ tuyệt đối không tha cho hắn Tuy nhiên ngay khi anh sắp vung kiếm lấy mạng của Adin thì hắn đã biến thân trở thành một con trùng quỷ khổng lồ. Sự thật là Adin còn mạnh hơn cả Kim Ngân song kỵ sĩ, hắn ít khi tham chiến vì không muốn cho ai thấy bộ dạng này. 5 năm trước Adin đã trở thành ma tộc và có được kỹ năng biến đổi, ở trong hình dạng này hắn có thể sử dụng sức mạnh vượt trội của ma tộc. Phần một của bộ truyện chiến thần tự sát hồi quy đến đây là hết rồi, anh em thấy video hay thì cho mình xin một like nhé. Tạm biệt mọi người.